là một là bốn nghiệp, nghiệp cảm của chúng sinh phẩm thứ tư một. Bồ Tát Văn Chỉ lúc đó ngài là Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nương sức hai thần của Đức Như Lai lên kia thân hình này ở khắp trăm nghìn nước thế giới để cứu vớt tất cả những chúng sinh vì nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì chẳng có thể biến thành ra như thế được. Nay con lại được Như Lai có thể từ nay đến như khi ngày ta được ta thành Phật thành cho chúng sinh trong sáu đường đều đặn để khác. Xin vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật đã. Bấy lời lúc đó Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được đại khác ấy, của nó không định thể, thể quên làm lành, thể quên làm giữ thời tiết thành nghiệp báo giữ, còn quên làm lành thời kết thành quả báo lành, làm lành cùng làm giữ vì theo cái đi mà thanh gia lăn mãi trong năm đường. Về lần thứ này sẽ đến tiếp số nhiều như vi trần, ví như lại cá quay lội trong nước theo dòng nước hải thần ra tạm được ra rồi lại mất còn muốn gì. Thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó. Từ trước ông đó đã lập nghiệp trải qua nhiều kiếp khác thể rộng lớn, đổ hết cả hàng chúng sinh vị nghiệp báo, đổ hết cả hàng chúng sanh vị đổ khổ, thời ta còn nói gì. Hai thì tự tại vương mạch hỏi: Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong có một con vị đại Bồ Tát gọi là vị tự tại vương nhưng mà những Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát hiện điều gì mà nói được Đức Thế Tôn ở trên Đức Thế cuối không Đức Thế Tôn được cứu cho? Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát lắng nghe. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát lắng nghe về các chi tiết ta sẽ vì ông là giải bày rõ ràng. Và ông vừa lúc cận vô lượng vô số này đã thành bất cập những chiếc thuyền của trước. Lúc đó có Đức Phật trả lời được là: Nhất thiết thiết thành chịu Như Lai ứng cúng tránh cái chi nguyện thông tiền thể thế gian sẽ vô thượng chỉ điều ngự thượng sư thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó gọi đến sau bốn kiếp. Khi ngài đến ra thời này vua làm nước nhỏ kia thế bạn ơi vua lần cận này vua đồng thành người thành thế gian Thế Tôn nhân dân trong lúc lần cận đó phần nhiều làm những việc ác hay vô cùng nhau hành tính kể rất nhiều dân chúng đó. Một ông thanh nguyện tôi nguyện sớm thì Phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho điều được kẻ sách không còn thừa. Một ông thanh nguyện như tôi trong chức độ những kẻ tội khổ làm cho điều đặng an vui chúng ta có đề tội tôi nguyện tuyên dự thịnh Phật. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng: Ông vua thanh nguyện sớm thì Phật đó chính là Đức Thích Nhị Tiểu Như Lai. Còn ông vua thanh nguyện tội cho nên cũng chúng sanh tội khổ thời xưa nguyện thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát như vậy. 4. Quan mục chiếu miệng lại vô lượng vô số ít về tổ chức chúng nó có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó họ đến 40 kiếp. Khi ngài chưa xuất gia thời này làm vua, Đức Phật đó có 40 kiếp. Trong thời đồng khác có vị là Phúc Lành độ chúng sinh nhân vì đi tuần tự giáo hóa lệnh rồi mọi giáo hóa mọi người la hán gặp một người cũng tên là ông nàng này sắm sửa đồ ăn cũng đừng la hán họ cũng rồi họ làm muốn những gì và một người rằng ngài thân của tôi quất tôi làm một thịt để nhờ đó cứu quất thân của tôi trong đó thân của tôi sắp sanh vào đường nào. La hán nghe nói có tương quyền và thịt ban khác từ thân làm miệng văn đã vào đốn địa một rất khổ sở. La hán và con rằng thân mọi người lúc sinh tiền đã làm những hành động gì mà nay phải đã vào tối địa ngục rất khổ sở đến thế. Con tư rằng ai còn sống thân của tôi chỉ ưa thịt lại các tài phần nhiều là phải ăn các con và tài con hoặc chi hoặc nấu tha hồ ăn cho thỏa mãn. Nếu tiếp đến chúng các tài của người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn xin tôi đã thương xót vì tại đã làm cái nào để cứu thân của tôi. La hán xác thương mình đã thân trước ngày khuyên ông rằng người phải đem lòng đi hành hoàn thiện đức thanh nhị như năm là rời giải tóc thần tượng của Đức Phật thời kẻ còn của mình bắt đầu được phúc lợi. Và một nghe xong những thức tiền của hạ Đức Phật và tự cúng nàng lại đem lòng cung kính thành khóc khi được hành thiện Đức Phật
đều nói nàng kim vào thấy Đức Phật sắc vàng sáng chói như còn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo vâng nàng tặng bao lâu đây, đây tặng bao lâu đây thì mỗi người ngươi sẽ phát thanh vào trong nhà mỗi người khi chưa khi khi vừa biết đối lại thời điểm nói họ đưa đứa gái trong nhà thanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đau mình phát còn nói với con một rằng niềm tin trong lòng anh cứ phải tự lành lại và báo tôi là mẹ của người lâu nay đã trốn cuối năm giờ phúc lực của người nên nay được họ thanh làm mẹ hạ tiện lại thêm số mẹ năm cũng năm 13 tuổi đời sẽ đã vào viện một nữa. Người có cung thế gì làm cho tôi thách vọng một cổ sử. Nghe đức đã nói bằng một quyết tắc là mẹ của mình nàng mẹ ngọc không ngóc mà nói với quyết tắc rằng đã là mẹ của tôi rồi phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành được chi mà phải đã vào viện như thế. Quyết tắc rằng có hành được giết hại sinh vật và chê ba nó biết mà có tóc khổ. Nếu không nhờ phúc đức của người cứu nạn cho tôi thường cứ theo tội mình đó vẫn còn tự được thách khổ. Quang khỏi nằm những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao quý vị đã nằm những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn đổ đến tăng nghìn năm không thể hiểu được. Quang một nghe xong thanh khóc đưa lệ một bạch cùng nữa là không rằng nguyện cho thân của tôi có hẳn chúng địa ngục khi mãi 13 tuổi không còn có trọng tội cũng không còn tạo vào ác đạo nữa xin chư Phật người phương chung khóc cũng như cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy như thân của tôi có hẳn chúng địa ngục và hẳn tiện cùng thân gái cùng kiếp không còn hỏi những quả báo sau đó nữa tôi đối chức tượng của đức thanh nhịn liên lan mà hết đời nghiệp rằng từ nay đến về sau đến tăng nghìn muốn kiếp trong những thế giới nào mà các thằng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng bác đạo tôi bị tiêu với tất cả những chúng đó thành con tất cả đều thoát khỏi trốn địa ngục hạnh xúc sanh nhà quỷ những kẻ phải đổi bán như thế thành phật phải rồi và sau đó mới thành bậc kinh giác. Quang một phát nguyện đã xong thì nghe tiếng của đức thanh bên trong đại lành này quang một nhà ngươi rất có lòng hùng mẫn vì mẹ mà phát ra lời thì mình động lớn như thế ta quan sát thế mẹ nhà ngươi lúc mạnh rồi bán thân này sẽ phát thanh là người thậm chí sống lâu trăm tuổi sau đó bán thanh về của nước vô yêu sống lâu đến số không thể tính kể sau sau đốt trẻ thành phật của nhiều hàng người trời số đông với số khác trong hàng. Đức Phật bảo này thì cử đại vương Bồ Tát Vị La Hán phúc lành của con của con này cũng là ngày vô tận ý Bồ Tát thân mẫu của con một là ngày đại thích Bồ Tát còn con một thời là ngày địa tạng Bồ Tát đại vật trong nhiều kiếp lâu xa về trước này có lòng hùng mạnh thích ra hàng là xa số lời từ nguyện độ khắp chúng sinh bị tội khổ trong đời sau như có chúng sinh nào không làm lành mà ác nhận đến kẻ không tin việc nhân quả kẻ trả đâu kẻ lưỡng việc ác phẫu kẻ bị bắn để thừa những chúng sinh có tội nghiệp trong thế tất cả đạo và các đạo nếu gặp hàng thiện di tức vì vi ngài địa tạng của các trùng trong khoảng hai trong tay những chúng sinh đó liền khắc phát khỏi tội khổ nơi và ác đạo nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng ảnh lễ người khen cùng dân cúng những y phục đồ ăn vật uống các thứ chân bảo thời những người đó trong tâm nhìn những trời thường ở mỗi trời cũng có sự vui thượng diệu hoặc khi cũng trời hết thanh cũng trốn nhân gian cũng vẫn làm việc đế vương trong trăm nghìn kiếp lại nhớ được của ngài ngôn cả trong các đời trước của mình này thì được đại vương này được đại bồ tát có sự bay thần rất lớn nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế các ông của bồ tát phải ghi nhớ kinh ngài hầu tiên trì như bố tổng ra này thì được đại vương bồ tát đã kinh phật rằng phải đến khi tôi chỉ phật chớ lo vì những đại bồ tát những con đều có thể như hai thần của đức phật mà tuy minh động kinh này nơi của ý bồ đề để làm lợi ích cho chúng sanh
ngày thì đại vương Bồ Tát Bạch Đức Phật xong quyền cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Năm tứ phi thiên vương bạch hỏi nói bây giờ bốn ông thiên vương đồng đứng ngồi đứng dậy cung kính chắp tay lễ Phật rằng Bạch Đức Phật tôn ngày hiện tại Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay dẫn lại đã cách biệt tổng lớn như thế, tại sao ngày nay bà Ấn Độ chưa hết ngày lại còn phải phát lời nguyện rộng nữa? Quý mong Đức Thế Tôn đã cho chúng con được rõ. Bây giờ Đức Phật bảo Bốn Ông Thiên Vương rằng hai nay thì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh đang bị các ông cùng chốn thiên nhân chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói rõ những sự phương tiện này địa tạng Bồ Tát nơi cõi Di Bồ Đề ở cõi Ta Bà thế giới này vì lòng từ mẫn xuất thương mà độ thác tiêu bớt tất cả những sanh vị tội khổ. Bốn ông thì vương mệnh rằng vâng phải chúng tôi chúng con tin tham muốn nghe chúng con tin muốn được nghe. Sáu phương tiện sẽ hóa Đức Phật và bốn ông thiên vương từ biết lâu xa đến lại ngày từ biết lâu xa đến ngày nay ngày để tạm một tết độ thân chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện ngày thương xót chúng sanh mắc phải độ khổ đội nhà đời nào lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lời đây mãi không dứt vì thế nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện ngày để tạm một tết ở trong quá trình đề nơi thế giới ta cả dùng trong nhìn trước để cứu độ chúng sinh. Ngài Bồ Tát Thiên Vương ngày để tạm một tết học thì ác sát hạnh đoạn sinh vật thời ngày đại độ cả báo vì chúng định người trước tiên hãy bị chết yếu nếu học kẻ trà lâm nếu một kẻ tụng các từng lần đẹp thì có cả báo nhiều phương cổ sử nếu học kẻ trà lâm từng lần đẹp có cả báo là khi sẽ theo một câu bị thương nếu học kẻ hai kim dê từng lần đẹp quả báo kỹ thuật bình giống nhau nếu học kẻ nếu học kẻ hai kim dê từ ngày lại nhỏ và báo kiếm tìm chống nhau nếu vào kĩa nếu vào kĩa nói lời thù ác rồi ngày lại đỏ và báo quý thù tìm chống nhau nếu vào kĩa hay khi chê từ ngày lại đỏ báo không lưỡi miệng lửa nếu vào kĩa quán chiến thường ngày đẹp và báo nếu học kẻ quán chiến thường ngày đẹp quả báo cầm cùng để ý nếu học kẻ ăn uống vô độ thường ngày đẹp quả báo tối hết nhiều vật nếu học kẻ buông chăn mán thời ngày đẹp quả báo kinh hãi điên cuồng mất mẹ nếu học kẻ trái nghịch cha mẹ thời ngày này đó là đó trời đất khu lục nếu học kẻ đốt rừng cây cỏ thời ngày đại độ quả báo cuồng mê đến chết nếu học cha mẹ bị án ở độc ác thời ngày này đó quả báo các thanh trở lại hiện đời bị đô vọt nếu học kẻ rừng núi phát tinh non thời ngày này quả báo có nhục chia liền nếu học kẻ bị bắn ra bão từ ngày này có quả báo vui mừng công nặng nếu gặp kẻ kinh dây giáo các từ ngày đại quả báo ở mãi trong ba ác đạo nếu gặp kẻ bán lại thừa nếu học kĩa chỉ bán tâm bảo thời ngày dạy đó và báo cũng chỉ tuân thủ nơi địa ngục nếu học kĩa ô nhục người hạnh thanh tịnh và vô bán ung già thời ngày dạy đó và báo ở mẹ
trong ngày phục sinh. Nếu mà quý vị ăn dùng nước sôi hay là các cảm thấy hạnh chính vật thường này phải phá báo, phải luân hồi thường mạng với nhau. Nếu mà quý vị ăn phá nước ở chai thường này phải phá báo cầm thú đối khách. Nếu mà quý vị ăn uống vô độ thường này phải phá báo. Nếu mà quý vị ăn cung phí phát độ một cái mạnh mẽ phi lý thường này phải phá độ phá báo tư dùng chứa một. Thì nếu mà quý vị ăn yêu ra yêu mà cống cao từ ngày đại quả báo hiện hạ bị người trên khí. Nếu học thiện đông học cơ đủ từ ngày đại quả báo không lưỡi hai năm lưỡi. Nếu học nghĩa trà bí mê bí từ ngày đại quả báo và xanh vào trốn nhỏ lắm những nghiệp cảm của chúng sinh trong cõi yêu cụ đề. Những nghiệp cảm của chúng sinh trong cõi chi phủ đề như thế những nghiệp cảm sai khác của chúng sinh trong cõi chi phủ đề như thế nay chỉ nói sơ lược thế thôi. Những nghiệp cảm sai khác đó ngày hiện tại một giác từng tâm nhìn phương trước địa giáo ha đó những chúng thành ấy phải chịu những quả báo như thế sau lại đã vào địa một trải qua gì chứ không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc khổ vệ cùng bảo trực. Vì thế nên các ông là bậc khổ vệ cùng bảo trực cố khỏi nước chớ để những chúng sinh. Vì thế nên các ông là một hộ vệ cùng bám trực quẩn nước chế chớ để những nghiệp chúng nó làm mê hoặc chúng sinh. Bốn ông thì vương nghe xong rồi lễ than thở chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng nguyện quỷ thượng hết cũng nghiệp Địa Tạng đạo lực tinh không thần thông hữu pháp tổ quần mong đồ vũ trụ khó thông chúng sinh tăng cường nam vô khổ vô cùng nam mô thường trụ thật Phật nam mô thường trụ thật Phật nam mô thường trụ thật Phật nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Ni So ha.